Trước diễn biến phức tạp của hai cơn áp thấp nhiệt đới xuất hiện đồng thời, chiều nay ngày 16 tháng 7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành để đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành, ứng phó với thiên tai. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong đêm nay và ngày mai, ở Hòa Bình, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to. Đáng lưu ý, ngay cả khi bão đổ bộ vào bờ thì vùng ảnh hưởng cũng rất rộng. Các tỉnh vùng núi phía Bắc cũng có mưa rất lớn trong dịp này. Trước những diễn biến bất thường của thiên tai, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương phải đảm bảo an toàn về người và tài sản cho các hộ dân. Do đó là các cái công việc của các... Cái quan trọng nhất là đầu tiên đó là công tác dự báo, dự tính thì yêu cầu rất sát. Kỳ này yêu cầu phải bám sát. Và có thêm cả cái kịch bản dự báo xa. Thì năm nay chỉ yêu cầu thêm như thế. Kể cả áp thấp, kể cả bão, mưa, nhất là mưa là cần kỳ này mạnh dạn nhận định đánh giá, tham khảo thêm những cái dự báo của các trung tâm nước ngoài, mạnh dạn đưa ra cái này, đúng không ạ? Không thông tin rộng rãi được thì chúng ta phải hội chuẩn để phục vụ công tác nhận định chỉ đạo. Tức là không đẹp. Tham dự hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận những nỗ lực trong công tác phòng chống thiên tai trong thời gian qua. Tuy nhiên, ở một số địa phương, người dân còn có tâm lý chủ quan. Phó Thủ tướng chỉ đạo, việc này cần phải khắc phục ngay trong đợt mưa bão lần này. Để có những biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại. Trước hết là phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện hoạt động trên biển, ven biển. Yêu cầu như vậy. Thứ hai là chủ động để di dời người dân ra khỏi những cái vùng mà có thể gây ra mưa lũ lớn, lũ quét, lũ ống và sạt lở đất hoặc là ngập nước vân vân thì chúng ta chủ động vấn đề này. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng cho biết trong 6 tháng cuối năm, nhiều đợt lũ lớn xuất hiện trong thời gian ngắn, lũ quét và sạt lở đất tiếp tục có nguy cơ xảy ra tại nhiều sông suối nhỏ thuộc khu vực vùng núi phía Bắc. Vì vậy, vấn đề đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa, thông tin rộng rãi đến người dân phải được đẩy mạnh hơn nữa.